cá sô nào nhỏ cả nhà mình bỏ lại chậu 6 được mà có cây này dám tới 27 28 quanh luôn rồi cả nhà. Cỡ 27 28 quanh luôn nằm chậu sáu chân cành lực ha. Là giá có 800 000 cây à, giá tại vườn á. Thì còn gì nữa đâu chị cả nhà. To bự nha. Có lớn có nhỏ nhưng mà hàng bên trong này lớn nha, có hàng lùng lùng này, này cũng có mình rất là lực nha. Chỉ có 800 000 cây thôi. Với hàng chơi Tết mà bán chỉ có 30 000 đồng cây thôi. Ví dụ như cô chú anh chị mình á mua về á mình mua mình à, à, chân tết nè rồi mình tặng biếu anh chị em cô chú đồ này nọ nó cũng có rất là có ý nghĩa cả nhà đó tặng biếu cây mai thì nó rất là có ý nghĩa giá chỉ có 30.000 đồng một cây thôi bỏ ra 300.000 thì được 10 cây 10 cây về chân bàn đồ này nọ thì rất là ok nha chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha thì hiện tại em đang có mặt tại nhà vườn của anh tính tại xã vĩnh thành huyện chợ lách tỉnh bến tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một lô mai tàng thông ha. thì ở đây bên nhà vườn mình chỉ có một lô mai tàng thông thôi nha và một cây dài cây nhỏ nhỏ thôi thì hy vọng cả nhà mình ủng hộ và cái giá rất là rẻ hy vọng cô chú chị mình ủng hộ nhà vườn hoàn cảnh nói chung cũng hơi khó khăn do đó thì muốn bán kiếm chút đỉnh để tăng trải cả nhà mấy chục cây à. thì chỗ sáu không à giá cũng rất là nới hy vọng cô chú chị ủng hộ nhà vườn ha đây thì cả nhà mình thấy hàng trước mắt em đây ấy. À, trong này trong kia. Đấy. Thì cô chú chị đang có cái nhu cầu để mua đi bán lại hoặc là mua về chơi Tết ấy, thì bên nhà vườn mình sẽ để cái giá nới cho ông ta. Còn ví dụ như cô chú chị mình mua lại ấy, thì vẫn có ship luôn nhưng mà cái giá nó lại khác, đỉnh ha. Dạ nói sao anh Thảo? Rồi em chào chị nha. Dạ em chào anh Thảo. Thì bên nhà vườn mình hôm nay giao lưu với bà con mình cái hàng nào là chị giới thiệu này? Dạ có một cái lô mai là 60 cây tàn thông em có về giao lưu tại vì giá tại giường đó là 800 000 cây. 800 000 cây. À. Miễn mua ship thì em tính giá lẻ khác. Giá à. lẻ thì mua khác mua nguyên lô thì em tính giá là 800. À cây okay. hiện tại là đang nằm ở trụ 60 hả chị? Dạ chậu 6. 60 hả? Dạ. Cái, cái hoành nó tầm tầm nhiêu chị, chị chị, có biết không? không không gành á cả nhà thông cảm chị cũng không không có gành mai không nhưng mà ở đây thì em thấy dao động tầm khoảng 22 22 tới 25 nha cả nhà. Thì nói chung cũng sợ sợ đứng trước cái cái màn hình cô chính chị thông cảm để ngồi em lộ vô bên trong ngày em quay cho cô chú chị xem ở đây chậu sáu nha cả nhà mình xem chậu sáu cây tàn tố bự nha có chỗ ngay chị đứng đó là là như thế này là 800 trăm ngàn một cây giá xô tại vườn nha à, thì có 60 cây thôi thí dụ như cô chú chị rút được khá khá thì giá 800 trăm ngàn tại vì không phải là nói giá xô thôi nhưng mà cũng có một số giặt giặt thì cô chú chị bỏ lại kiểu vậy rồi mình còn cái hàng nào nữa chị giới thiệu luôn được dạ, có mà. Uh, mấy cây siêu bông bình lợi nữa nè anh siêu bông bình lợi ha dạ ở đây đây cái hàng này thì cũng đang nằm chỗ 60 quá hả ở chỗ sáu à cái này là mình uh... giá một triệu rưỡi cây bao ship một triệu rưỡi một cây bao ship dạ như đây, đây có đế rồi cũng đẹp lắm à cũ đế nè nha cả nhà à cũ đế rồi uh, hoành, hoành cũng to nha hoành 28 luôn hả dạ, hai cây này hoành 28 mươi kia cũng 26, 27 đó đây nè cả nhà như chặng này hoành 28 nè ha à, hai cây này 28 là nằm châu sáu bụi chản luôn giá chỉ có một triệu rưỡi một cây thôi nha cả nhà <laughs> đây triệu rưỡi 1 cây là bao ship rồi á chị dạ, bao ship. đó nhà vườn sẽ bao bao ship cho chúng ta rồi đây góc cũng to to không à hàng này hàng chơi tết nha bông nó đeo về về luôn nha cả nhà thì ví dụ như cái đó lẻ từng cây là vậy còn ví dụ như cô chú anh chị mình lấy hết đi nhà vườn sẽ bớt cho chúng ta dạ, đúng nha. rồi. đó nói chung thì coi như là cứ điện đây đi là có bán đó <cười> <cười> à, nói chung giai đoạn này thì bà con ở đây thì cũng coi như cũng khô hết rồi cả nhà thì cô chú chị đang có nhu cầu mua đi, đi bán lại thì mua đâu cũng vậy mua giùm nhà vườn của chị cảm ơn rất nhiều và mình có hàng mai ghép nhỏ nhỏ này nữa là bán dạ, sao chị? Dạ có mai ghép nhỏ nhỏ này là giá 70.000 mươi cây 70.000 mươi cây vậy đó hả dạ ôi ôi gì tặng bự dữ à? 70.000 là bán sao dạ là 70.000 giá tại vườn luôn á giá tại vườn là dạ. 70.000 5 cây tới lên em bao xếp à vậy là 70 mươi cây nhưng mà dù vẫn có ship nhưng dạ, có mà ship. nhưng mà năm cây trở lên là 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 bao ship dạ. hàng về đây ôi ôi là, chung okay. chung luôn dạ. không dạ. chung luôn không ha khác dạ chung cái này chung của em à à là còn là, là đây đó đó là được bao nhiêu cây dạ cái này khoảng trăm trăm mấy rồi. dạo phú tân dạ hồi bảy mươi ngàn cái hàng này bự lắm nha cả nhà cái này ghép dám cũng cỡ ba mùa rồi. Mù rồi đó có bảy mươi ngàn cây à ba mùa không ạ à? dạ phú tân hay rồi còn hàng nào nữa không khác nữa không dạ không có dẫu phú tân với siêu bông bình lợi thì nãy à à khu này chưa dẫu phú tân siêu bông bình lợi cây bự cây to nha cả nhà đó gốc cốt ghép vậy nè chỉ có 70 mươi cây thôi cô chú anh chị mua về sang qua cái chậu mình bán tết được đó nha cái cốt nó bự nha cô chú anh chị đó, nói chung đó thì cái lô này em biết lâu rồi làm nay 3 năm hơn rồi đó. năm rồi cũng kêu hình năm năm rồi là bán cả trăm ngàn đó rồi năm nay còn bảy chục đó <laughs> đây cô chú chị mình coi được mua ủng hộ nhà vườn gốc rất là đẹp nha mà tàn to nha mà phú tân nữa cái hàng này thì cô chú chị đang có cái nhu cầu mua đi bán lại hay mấy mấy anh chị em ở gần đây mà mua bán lại cũng ngon tại vì cái tàn này đẹp và bự à còn bên này nữa chứ hả dạ đúng rồi đó phú tân hàng hiếm nha đây gốc bự bự không tàn túa nè quá ok rồi chỉ còn thấy mỗi cái chậu nữa thôi. Rồi để em đi sâu vô đây em quay cho cả nhà mình xem. Phía sau cũng còn vài số mai ghép. Đây những cái hàng mai tàn thông nữa nha. Thì nói nói nào ngay thì bên nhà vườn của anh Tính thì nói chung hoàn cảnh cũng khó khăn. Thì hy vọng của chú chị mình đang có nhu cầu mua thì mua đâu cũng vậy mua bên nhà vườn của mình thì cảm ơn cả nhà mình nhiều. Đây những cái hàng này rất là lớn nha. Ví dụ như những cái nào mà cô anh chị cái giá giá xô nào nhỏ cả nhà bỏ lại chậu sáu rồi mà có cây này dám tới 27 28 quanh luôn nha cả nhà. Để 27 28 quanh luôn nằm chậu sáu trên cành lực ha. Là giá có 800 000 cây à, giá tại vườn á. Thì còn gì nữa đâu chị cả nhà. To bự nha. Có lớn có nhỏ nhưng mà hàng bên trong này lớn nha, có hàng lùng lùng này nè cũng có mình rất là lực nha. Chỉ có 800 000 cây thôi. Đó. Bên kia nữa. Đó, cô chú chị mình thấy không, tàn cuốr rồi cũng rất là ngon luôn ha. Tàn tròn lùng lực 800 000 đồng cây. Thì uh, sao có 60 cây thí dụ như uh, cái giá thì nó 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 nới rồi. Còn cái vấn đề cô chú chị mình về xem lựa được bao nhiêu cây thôi. Chứ em nghĩ là cái giá này thì uh, nó nới rồi. Thì, uh, cũng này cũng có vài cây nó nó hơi so le thôi chứ cũng như cũng đa phần cũng khá cả nhà. Tàn tròn dình. Đó. Bên này với khu bệnh đấy. 800 000 cây đang nằm ở chậu 60 gọt lòng ha hoành, hoành thì em thấy nó nhỏ nhất là 22 lên tới 27 28 luôn nha cả nhà 27 28 luôn đó, chỉ có 800 ngàn đồng một cây thôi thì nó là mây mây tàng thông thuộc dòng giảo nha cả nhà nó thuộc dòng giảo 60 cây thì cái vụ của chú chị mình về lựa được uh, được nhiêu vậy đó người uh, mình thương lượng giá cả nhà vườn nói chung là đang rất là cần bán Nhưng nhà cũng kẹt cả nhà, đấy tàn túa xum xê ha rồi một cái nữa thì uh, ở từ khu này qua đây nè cả nhà cô chú anh chị đang nhu cầu mua vài chục cây thì lô này nó ok á rẻ rồi uh, có 6 cây bình lợi ha 6 cây bình lợi thì triệu uh, rưỡi cây bao ship và 1 cái mặt hàng mai ghép ở đây thì chỉ có 70.000 đồng một cây thôi và 5 cây là đã bao ship rồi đó cả nha 5 cây bao ship rồi đó thì uh, bên nhà vườn mình nó uh, không gành bán cả nhà mình thông cảm ví dụ như cô chú anh chị mình tới mua được cái số lượng thì nhà vườn sẽ bao đợi cái giá đang nói nữa tại vì này là giá uh, chỉ 5 cây là chỉ đã ship rồi á phải không à, còn thí dụ như cô chứng chị mình tới mua số lượng thì nó cái giá nó sẽ nói hơn nữa à, về mua đi bán lại hoa này nọ thì nó ok kế tới thì à, bên nhà vườn mình có cái mặt hàng à, thùng c như này tặng túi xung c như này nè thì bên nhà vườn sẽ giao luôn ta có hai cái giá là một loại là 50 ở cái này 50 là mình sao vậy 50 là là bán bao nhiêu có ship không hay là kiểm sao dạ cũng ship luôn cũng bao ship luôn bên này bao nhiêu cây bao ship cái này chắc 10 cây mới bao ship được à, 50 với 30 này 10 cây bao ship nha dạ thì uh, như vậy nè cả nhà tàn cú xum xê này có có, có có, có giống gì nè loại à, cú giả phú tân không? phú tân đó. thì cái hàng này á, thì uh, tàn cú xum xê như dạng này tàn bự như vậy là 50 000 đồng một cây là 10 cây bao phí ship cho chúng ta còn cái hàng mà nó nó gọn hơn vẫn có bông tết nha hàng này vẫn bông tết nha đây tàn dày ha mà cái giá thì chỉ có 30 mươi ngàn đồng một cây thôi đây, lâu lắm em không có quay hàng này mà em cũng không có nhận quay luôn đó tại nó dính chung với với cái lô mai tàn á nên không biết là cái giá là à, cả bây giờ thị trường nó sao nha nhưng mà thấy làm lên một cây như thế này hàng chơi tết chứ không phải là cái hàng may giống nha cả nhà cô chú anh chị lưu ý, lưu ý, hàng chơi tết mà bán chỉ có 30 000 đồng một cây thôi ví dụ như cô chú anh chị mình á, mua về á, mình mua mình à, chân tết nè rồi mình tặng biếu anh chị em cô chú đồ này nọ nó cũng có rất là có ý nghĩa cả nhà tết tặng biếu một cây mai thì nó rất là có ý nghĩa giá chỉ có 30 mươi ngàn đồng một cây thôi bỏ ra 300 trăm ngàn thì được 10 cây 10 cây về chân bàn đồ này nọ thì rất là ok nha đây tàn túa xung xuê nha các nhà đây cũng gốc cũng, gốc thấy cưng lắm này có những cây nó liền cốt như này 30.000 mươi đồng cây thôi còn cái hàng bự hơn á thì như nãy em có quay á thì nó 50.000 mươi đồng ha nó nằm ở khu dưới tại vì có cái nhà vườn mình sẽ sắp lại rồi theo hàng theo luống cho ông ta thì sau khi em đăng clip là là, là đã sắp sắp theo luống rồi đó do đó cô chú anh chị mình về mình dễ lựa lắm hai hàng hàng mà có nụ có bông tết như này là 30.000 mươi đồng cây ha thì em xin nhắc lại cái địa chỉ của nhà vườn mình là tại xã Vĩnh Thành huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre thì em có, để cái số điện thoại ở phần tiêu đề của chúng ta có cái nhu cầu thì, thì cái điện thoại nha nhà vườn á 30.000 đồng cây thì có cái gì vậy cả nhà có ai mà đã làm mai rồi mới biết làm cái cây mai mà lên rồi để cây chơi tết mà 30.000 đồng cây mà 10 cây bao ship thì nói thẳng luôn đó là là, là lỗ cả nhà lỗ chi phí nội cả nhà mình biết đó, từ khi mà ươm cái hạt lên ha ươm cái hạt cây mai này lên rồi khoảng hơn một năm hơn một năm mình mới kéo ghép được ghép rồi nuôi hơn một năm nữa thì cho tổng cộng là như cái này là cây này là ba năm nè ba năm tuổi là mình mình chăm bẩm nó trong cái chậu về không nè thì ba năm tuổi rồi cả nhà mình biết cái nội cái cái công mà mình tưới tắm nè rồi mình tưới phân xịt thuốc làm cỏ nữa thì thì lỗ mặc dù cái hộp á là cái hộp mình 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 mua cái hộp không có bao nhiêu mình ươm lên nhưng mà làm 30 000 là lỗ nha chi phí rất là cao ờ, hồi xưa em làm cái hàng này nhiều lắm em biết Tại em làm mai giống rồi đó mình ghép lên mới có mấy uh, mấy lá mình bán trăm ngàn cây thì hồi đó nó quá thơm quá thơm còn nuôi ba năm trời mà như vậy thì không có lời lớn gì cả nha mà đã bao gồm phí ship ví dụ như chục cây đó thì bèo gì tiền thùng tiền ship nó chạy ra trăm ngàn nữa rồi còn hai trăm ngàn cả nhà thấy nó nó vậy đó nhưng mà ví dụ như cô chú anh chị mình về vườn ha về vườn mua được số lượng số lượng nhiều lựa số lượng nhiều cho nhà vườn nhà vườn sẽ có giá ưu đãi cho chúng ta tại vì cái này từ năm cây là đã bao xếp rồi ha ví dụ như cô chú anh chị lấy được trăm cây hay nhiêu đó thì uh, bên nhà vườn sẽ bán rẻ nữa nói chung là là có mua là có bán đó <laughs> cái này mình số lượng tổng cộng nó đậu độ khoảng nhiêu chị dạ tổng hết cái cũng khoảng có ngàn cây khoảng ngàn cây vậy đó uh, thì uh, cô chú anh chị mình cứ về đi nói chung hàng này mình bán tết được hết rồi cô chú anh chị về vô cái cái chậu nhựa mà đỏ đỏ cả nha chậu nhựa đỏ đỏ đó, cái bắt đầu mình uh, uh, lặt lá là mình đi chợ tết được ha uh hoặc là cô chú anh chị mình có bán like đến mạng đồ đang nhỏ đó thì nó rất là ok luôn á cả nhà mình xem những cái hàng góc đẹp ha rồi nụ nút đồ có nha phú tân á, thì nó không có không có mà mà cái nụ nó dày như cái hàng những cái dòng khác nhưng mà nó sẽ lên bông rất là đẹp nha cả nhà nó, nó, lên nó lên bông và một cái bông nó sẽ lên được rất là nhiều một cái nụ lên rất là nhiều cái bông à, những Cái dòng phú tân cái nụ nó nhỏ nhưng mà khi mà nó lên bông thì nó lên đều rồi là nó bích cây luôn á cô chú chị nào đã từng chơi phú tân thì biết ha rồi thì trong này là có hàng 50 với hàng 30 mươi thì sau cái clip này bên nhà vườn mình sẽ sắp soạn lại thì có sao nói vậy cho cô chú anh chị mình dễ 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 mừng tượng ha đấy như cái hàng hàng to bự này là 50 000 đồng cây nè và 10 cây là đã bao phí ship cho chúng ta rồi nha rồi em lại khuôn trước quay sơ lại một cái nữa thì kết thúc clip đó. nói chung bên nhà vườn mình không có nhiều chỉ có số may may ghép này thôi với lại may thông ha thì hôm nay bên nhà vườn mình giao lưu với chúng ta bao nhiêu hàng đó thì em xin nhắc lại cho cô chú anh chị mình nắm nha tại vì nhiều khi cô chính chị mình xem cái kéo qua kéo qua lướt qua thành ra thì không có nắm được cái giá và hôm nay bên nhà vườn giao lưu mặt hàng như thế nào thì hiện tại em đang có mặt tại nhà vườn của anh tính tại xã vĩnh thành huyện chợ lách tỉnh bến tre thì bên nhà vườn mình hôm nay giao lưu chúng ta cái mặt hàng là mai tàng thông trước mắt chúng ta là cả như cả nhà mình thấy à, chậu sáu nha cả nhà cô chính chị mình lưu ý vô chậu sáu mà cái cốc bự vô chậu sáu chứ không phải là mình mình bán cái chậu nha bán cái cây nha à, để cho cô chính chị mình nắm ở nhà vườn đang rất là kẹp tiền thì cái hàng chậu sáo như thế này là có 60 cây cô chú vậy mình về cứ mua rút được khá khá cái nào mình ok á, thì mình rút mình đừng rút tại quá từ tội nghiệp nhà vườn đó, thì bên nhà vườn mình sẽ giao luôn cho chúng ta giá 800 trăm ngàn đồng một cây thôi còn lẻ ship lẻ nhà vườn vẫn có ship cho ông ta luôn nha à, mà ship lẻ nhà vườn vẫn có ship luôn một triệu hai một cây là bao phí ship đó hồi nãy bên nhà vườn có nói thì uh, uh, tùy theo cây nữa nha, tùy theo cây nhưng mà cái giá trung bình là một triệu hai, ví dụ như con nguyên cái cái giường ở nhà mình chọn một cây bự nhất thì cái thứ giá đó tội nghiệp nhà vườn Không kiểu vậy nhưng mà nó xô xô kiểu vậy đó, à, rồi à, rồi cái hàng thứ thứ hai á, thì bên nhà vườn có một số máy ghép ha, mai ghép á, thì ở đây ở đây thì có sáu cây à, bình lợi và nó cũng cái hàng nó cũng cái gốc bự của cái cái lâu này nè, coi như gốc tuyển nhà vườn mới cắt ra ghép thì cái quành nó bự nha, quành như bên này thì mấy cây tầm à, khoảng hai 24 25 nha có hai cây này thì 28 quanh nha, nha giá 1 triệu rưỡi một cây thì đó là giá giá đã bao gồm phí ship thì cô cô chú chị mình lấy hết đó thì bên nhà vườn sẽ bớt lại cho chúng ta nữa nha Đây này, thì cái giá này cũng nói người ta gống bự mà ha cái này đang nằm ở chỗ 60 nọt lòng á rồi cái nữa thì cái hàng mai ghép ghép như cả nhà mình thấy nước mắt người ta là nó nó nó, nó, nó... ghép lâu năm rồi chỉ nói nuôi 3 mùa chứ hơn ba mùa cái lô này hơn ba mùa từ khi mà ươm lên tới ghép như thế này khoảng 5 năm nha nè thì ôm lên tới ghép mà nuôi được vậy nó khoảng 5 năm đó thì cái hàng như thế này có dẫu phú tân có một hai cây cúc thôi còn nhiều dẫu phú tân như vậy nè nó liền cốt nó bự chản như thế này cả nhà xem nè 70 000 đồng cây 5 cây đã bao gồm phí ship rồi 5 cây là bao ship cho chúng ta rồi dù cô chúng chị mình tới giường mua số lượng nhiều ở đây có trăm mấy chục cây mua số lượng nhiều ví dụ lấy trăm cây thì bên nhà vườn sẽ bớt cái giá tối đa cho chúng ta để chúng ta mua về bán lại nha cái này thì cái giá nó rất là rẻ rồi thật sự mà nói ấy, thì À, lâu lắm em không quay hàng nhỏ nhưng mà cái giá này thì biết là nó 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 cái à, mấy chục ngàn cây à, à, này nó bao, gồm cái ship của cô chú chị mình lấy ví dụ như lấy số lượng nhiều thì giá nó rẻ nữa rồi ở phía sau phía sau ấy, thì có một loại là 50 000 và một loại 30 000 đồng cây à, thì mấy, mấy cái loại đó là 10 mười à, 10 cây bao phí ship ha <laughs> rồi thì thôi chắc lẽ em xin kết thúc cái clip ở đây à, hôm nay bên nhà vườn chỉ giao lưu cái mặt hàng như đó thôi thì hy vọng cả nhà mình ủng hộ nhà vườn nói chung thấy hoàn cảnh nhà cũng rất là khó khăn cả nha. Dùng quay thấy những cái cái, cái 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 hoàn cảnh như thế này thì rất là tội nghiệp. ví dụ như cô chú chị mua ở đâu cũng vậy mua bên nhà vườn mình thì em cảm ơn rất là nhiều ha. Nãy em có vô sâu bên trong là em quay rồi. nhưng như cô chú chị mình xóa xem có kéo qua thì có kéo trở lại xem giùm em nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha.